Có lẽ đây là một trong những thông tin được quan tâm nhất của người hâm mộ trong những ngày qua. Chúng ta đã không cần phải chờ đợi như trận chiến giống 4 năm trước để nhận được tin bản quyền World Cup sẽ về với Việt Nam. Chỉ ngay trong một tháng trước khi kỳ World Cup lịch sử diễn ra, mọi thứ đã được lên lịch để công bố với đông đảo khán giả xem bóng đá trong cả nước. Một lần nữa, đơn vị thành công trong việc mua bản quyền truyền thông World Cup 2022 trên lãnh thổ Việt Nam là VTV. Với vị thế là đài truyền hình quốc gia, VTV luôn mong muốn được phục vụ khán giả. Với bản quyền này, đài truyền hình Việt Nam sẽ có những quyền lợi như độc quyền truyền hình, tức là kể cả là truyền hình số mặt đất hay truyền hình cáp vệ tinh. VTV cũng sẽ độc quyền truyền phát trên di động và Internet bao gồm cả OTT trên lãnh thổ đất Việt. Trong gói này thì Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA cũng yêu cầu các đài bắt buộc phải phát trên kênh quảng bá một số trận đấu nhất định như trận khai mạc, bế mạc để đạt tối thiểu bao nhiêu tỷ lệ phần trăm dân số của quốc gia đã mua thành công bản quyền được xem những trận này. Các điều khoản nói trên đều được đưa vào chi tiết trong hợp đồng của đôi bên. Các nguồn tin riêng từ tờ Tiền Phong cho biết rằng đây là một quá trình đàm phán cam gò nhưng cuối cùng đã kết thúc trong tốt đẹp. Vài ngày trước, In France Sport đã công khai về các cuộc đàm phán với 5 đối tác Việt Nam về gói bản quyền truyền hình ở giải lần này và cho tới nay nó đã diễn ra thành công. Những thông tin về chi phí cũng đã sớm được tiết lộ và con số sẽ xoay quanh 400 tỷ đồng nếu tính thêm các khoản phí khác được đội vào. Vốn dĩ, cái giá 15 triệu đô la Mỹ đã là con số cao nhất từ trước đến nay và cao hơn 30% so với giải đấu diễn ra vào 4 năm trước. Trích dẫn của báo đầu tư phỏng vấn một đại diện trong nhóm đàm phán mua bản quyền World Cup cho biết, mức giá này đã tăng khoảng 3 triệu đô la Mỹ so với mức khoảng 12 triệu đô của World Cup 2018. Đây là mức giá quá cao bởi qua 2 năm Covid-19, các nhà đài bị thua lỗ gần như kiệt quệ, không có đủ tài chính. Nếu mua với giá này thì việc thu lại bằng khai thác kinh doanh tài trợ quảng cáo là không thể. Thị trường mua bán bản quyền World Cup được Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA chia thành nhiều khu vực trên toàn thế giới và tiến hành đấu thầu để chọn các đại lý bản quyền của từng khu vực. Họ đã chọn công ty In France Sport và Media là đơn vị phân phối bản quyền truyền hình World Cup tại thị trường châu Á, Thái Bình Dương. Hiện công ty này có trụ sở tại Thụy Sĩ, đang sở hữu bản quyền truyền hình World Cup 2022 ở 26 quốc gia khác tại khu vực châu Á. Đây cũng là đơn vị đã phân phối bản quyền World Cup 2018 và 4 năm trước. VTV từng nhờ vào sự tiếp sức của các đơn vị đồng hành giàu tiềm lực tài chính để mang giải đấu này về đây chỉ trước vài ngày khi nó diễn ra. Ở kỳ World Cup 2010, VTV đã mua bản quyền giải đấu này từ một đơn vị tên là Dentsu Alpha. Đến World Cup 2014, đài truyền hình Việt Nam lại mua từ một đối tác phân phối khác tên là MPN Silva. Rõ ràng là việc VTV có bản quyền truyền hình phát sóng các trận đấu của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trên lãnh thổ Việt Nam là một tin rất vui với đông đảo người dân Việt Nam. Chúng ta đều biết sức hút của World Cup có thể kéo theo rất nhiều khán giả vốn không có thói quen xem bóng đá thường xuyên với độ phổ biến chung và những sự kiện bên lề mà giải đấu này kéo theo. Nó hệt như một món ăn tinh thần với đông đảo người dân vậy và cũng là nơi thai nghén cho tình yêu bóng đá của rất nhiều thế hệ. Hiện tại, tính tới đầu tháng 10 vừa qua, Thái Lan và Việt Nam là hai trong những đại diện của Đông Nam Á chưa có tên trong danh sách sở hữu bản quyền truyền hình World Cup 2022 của FIFA. Theo danh sách của FIFA, những quốc gia Đông Nam Á đã sở hữu bản quyền phát sóng World Cup 2022 gồm Singapore, Indonesia, Brunei, Campuchia, Malaysia, Philippines và Timor-Leste. Tuy nhiên, khả năng trong thời gian tới, Thái Lan cũng sẽ công bố chính thức những thông tin về sự kiện này. Cách đây 4 năm, Thái Lan từng bỏ ra 44 triệu đô phục vụ dân số 68,9 triệu dân của họ. Khi so sánh với mức giá mà các đài truyền hình ở các quốc gia khác đã bỏ ra, thì con số 15 triệu đô la Mỹ cũng là con số chấp nhận được. Tất nhiên, điều còn phải tính đến là tiềm năng khai thác của khu vực đó. Chúng ta có một số ví dụ như sau. Đài Viacom 18 của Ấn Độ đã mua bản quyền phát sóng với giá 54 triệu đô. Trong khi đó, đài truyền hình tại Italia đã mua với giá 98 triệu đô la Mỹ. Một nhà đài Trung Quốc được cho biết đã chi không dưới 100 triệu đô cho bản quyền giải đấu này. Sự chênh lệch cũng là rất lớn. Ví dụ, Malaysia là một đại diện Đông Nam Á, mua được bản quyền World Cup với giá siêu hời 7,3 triệu đô nhưng sẽ phát miễn phí ở đài truyền hình quốc gia đất nước này. Trong khi đó, Mỹ là một trong những quốc gia đã rào trước sự kiện này khi chi ra 425 triệu đô để phủ sóng các giải đấu lớn của FIFA từ năm 2015. Một vấn đề cũng được quan tâm trong thời gian tới sẽ là các tình trạng vi phạm bản quyền. Đó sẽ là thách thức của chính đơn vị sở hữu bản quyền World Cup khi họ phải hợp tác với các đối tác khác để kiểm soát vấn nạn này. Đây cũng là một phần những lý do giải thích vì sao các kế hoạch đầu tư của nhà đài luôn phải tính toán kỹ lưỡng và mất nhiều thời gian hơn trong những năm gần đây để giải quyết vấn đề bản quyền.
Nhưng cuối cùng chúng ta vui mừng vì khán giả Việt Nam cũng sẽ được xem bóng đá với cách quen thuộc nhất của chúng ta. Đó là qua đài truyền hình quen thuộc đã gắn bó với hầu hết mọi thế hệ người Việt Nam xem World Cup ở các kỳ trước. Người ta sẽ lại bật VTV ngồi cùng nhau để bàn luận, để hò hét và cổ vũ cho những đội bóng mình ưa thích. Đó có thể là Argentina của Messi hay Bồ Đào Nha của Ronaldo. Đó cũng có thể là đội tuyển Anh, đội tuyển Đức, đội tuyển Pháp, Brazil, Bỉ hay những quốc gia châu Á như là Hàn Quốc, Nhật Bản. Điều quan trọng là ở giải đấu lần này, VTV sẽ sở hữu bản quyền tất cả các trận đấu của giải đấu. Điều này giúp cho họ dễ quản lý và kiểm soát hơn các vấn đề về vi phạm bản quyền trên lãnh thổ Việt Nam. Ngoài ra, việc VTV nắm bản quyền của tất cả các trận đấu cũng sẽ giúp World Cup được lan tỏa rộng rãi hơn. Bởi vì như đã biết, các hạ tầng truyền hình trên lãnh thổ Việt Nam, dù lớn hay nhỏ đều có sự xuất hiện của VTV. Ví dụ như đài truyền hình FPT Play vẫn có danh sách các kênh VTV trong hệ thống truyền hình của họ. Đó là chưa tính đến việc các kênh riêng của các nhà đài này có khả năng sẽ tiếp sóng các trận đấu từ các kênh của VTV. Ngoài ra, một điều quen thuộc với đông đảo người hâm mộ Việt Nam là sự đồng hành của dàn bình luận viên Biên Cương, Khắc Cường, Việt Khuê, Tuấn Anh, Tiến Dũng và những cái tên khác tại đài truyền hình này, vốn đã đồng hành với các bạn ở kỳ Euro vừa qua cũng như các kỳ World Cup trước đó. Họ vẫn là những người luôn mang lại một cảm xúc kích thích tới đông đảo người hâm mộ bóng đá nước nhà. Không có gì tuyệt vời hơn những cảm giác nôn nao khi chờ đợi giải đấu được khai màn, khi mọi sự kiện xung quanh đều gần như gắn liền với World Cup, những bài hát trở nên quen thuộc và lan tỏa trong hơn một tháng trời. Và ai ai, cả những người cả năm không xem quá nhiều bóng đá cũng bắt đầu tìm hiểu và bàn tán về những trận đấu. Tất nhiên, chính VTV sau khi công bố việc sở hữu bản quyền cũng sẽ không thiếu những chương trình thú vị đồng hành cùng giải đấu để phục vụ các khán giả Việt. Rõ ràng chúng ta đang sống trong một thời kỳ mà bạn có thể dễ dàng thưởng thức mọi trận đấu của mọi giải đấu trên toàn thế giới chỉ bằng việc nằm và lướt chiếc điện thoại của mình. Nhưng giá trị của những mùa bóng đá như World Cup là cảm giác mọi thứ xung quanh như đang chung hòa làm một. Và điều đó thôi thúc con người ta bỏ chiếc điện thoại xuống để có thể đồng hành cùng nhau trong việc theo dõi các trận đấu. World Cup như đã nói là một dịp rất đặc biệt, đã có rất nhiều thế hệ khán giả chọn World Cup như cột mốc xem bóng đá đầu tiên của họ. Cho tới nay, đã hơn gần 45 năm kể từ ngày người dân Việt Nam được chứng kiến những hình ảnh đầu của World Cup. Theo thời gian, những ký ức và tình yêu bóng đá của người Việt Nam được hun đúc từ giải đấu này. Rất nhiều thập kỷ đã trôi qua và một kỳ World Cup nữa lại tới và chúng ta sẽ lại chờ đợi để tiếp tục sống trong những cảm giác tuyệt vời đó một lần nữa. Tháng 10 này, bộ truyện tranh được chờ đón nhất: Bí ẩn Ozone, Thế giới của phép thuật và những câu chuyện kỳ bí. Mười chín tháng 10 năm 2022, đón chờ nhé.